Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay á thì mình sẽ làm bánh đúc gân nha, bánh đúc lá dứa, dai giòn sực sực luôn. Với công thức đơn giản, bánh á thì cho ra nó có cái mùi thơm và cái hương vị của lá dứa nè, vừa đẹp mắt vừa ngon nữa, không có cần khuấy bỏ. Rất là dễ luôn, ăn cùng với nước đường cốt dừa nè, vừa thơm vừa hấp dẫn, thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này. Mình chuẩn bị 50g lá dứa tươi là khoảng một nắm tay nhỏ nhỏ thôi. Cái lá càng già thì nó càng đậm. Rửa cho sạch xong rồi các bạn cắt ra nhỏ nhỏ để mình cho vô cỏ xay cho nó nhanh. Thì mình xay cho nó nhuyễn rồi lựa cái xác bỏ đi. Mình dùng 500ml nước cốt lá dứa nha. Lường cái nước lá dứa vậy nè, nó càng đậm thì nó càng đẹp. Nhưng mà nếu mà nhiều lá quá thì nó bị đắng. Tiếp theo là 250g bột năng hay còn gọi là bột mì tinh, 50g bột gạo thì các bạn dùng loại mịn hay là loại hạt cũng được, 200ml nước cốt dừa để chút mình làm nước cốt nha, 100g đường thốt nốt, chút xíu muối, 50g bột tương đương 5 muỗng canh lưng, 250g bột năng, hai loại này là 300g nha. Nếu mà lường bằng cái chén ăn cơm á, mỗi một chén bột là 150g, các bạn không có cân thì có thể lường. Mình cho một phần nước lá dứa vô, trộn cho bột nó hòa tan. Trộn vậy thì nó nhanh hơn á, rồi các bạn hãy lấy hết cái lượng nước lá dứa còn lại cho vô. Mình tiếp tục mình trộn. Bột năng á, thì nó dễ dính ở dưới đáy lắm, cho nên là các bạn trộn từ từ cho bột nó tan hẳn hoàn toàn luôn. Khi bột đã tan kỹ rồi thì mình sẽ để yên 15 phút cho bột nở ra, thì khi bột nở bánh nó sẽ ngon hơn á. Trong thời gian này thì mình đi cắt cái đường thốt nốt ra. Mình dùng cây dao á, các bạn sắc ra nhỏ nhỏ vậy nè, để nấu cho nó nhanh tan thôi à, chứ không có gì. Cho hết vô trong cái nồi. 100g đường, chút xíu muối để cái hậu đường nó ngọt đậm đà hơn. 200ml nước cốt này thì mình dùng cái nước cốt nhất á, hay là nước cốt ép cho nó béo. Nước cốt càng béo thì nước đường nó càng ngon nha. Quay trở lại thao bột, mình để được 15 phút, bây giờ khuấy đều lên. Mình đã hấp nóng cái khuôn. Khuôn mình dùng 22cm thoa một lớp dầu ăn để chống dính. Các bạn sẽ múc bột mình cho vô. Thì cái phần bột này mình không có làm như bánh dây lợn mà mình chỉ cần múc một ít thôi nha. Thì cái lượng bột ít lắm, mình hấp 30 giây là được à. Rồi cho tiếp lên. Cho vậy là bánh nó giòn. Cũng tiếp tục 30 giây. Mở nắp ra. Các bạn thấy nó vừa khô cái mặt à. Là mình cho tiếp cái lớp bột kế lên, không có cần phải chín nha, chỉ cần vừa khô là được. Tiếp tục 30 giây. Rồi mình mở nắp ra. Thì cái lượng bột mình làm á, như vậy á, thì nó sẽ có cái độ gân á, khi mà mình cắt bánh ra, bánh của mình nó giòn. Nếu mà các bạn thích có lớp màu trắng nữa thì có thể xen kẽ một lớp trắng, một lớp màu xanh. Như vậy thì bánh cắt ra nhìn nó cũng đẹp hơn. Và đây là lớp cuối cùng, thì lớp cuối này thì mình hấp 5 phút cho bánh chín hẳn luôn. Tiếp theo thì mình đi nấu cái nước đường nè. Nấu cho nước đường nó nóng lên thì đường nó sẽ tan ra. Khi đường tan ra thì nước cốt dừa nó cũng chín á. Rồi bây giờ mình thấy nó sôi bùng lên rồi nè, đường nó tan hẳn rồi. Và để cho nước cốt nó sệt hơn, các bạn để thêm 5 phút nữa nha. Quay trở lại khuôn bánh, mình hấp tiếp 5 phút nữa thì mình thấy cái lớp bột nó trong là nó chín rồi. Chờ cho bánh nguội thì mình để được khoảng nửa tiếng. Các bạn có thể ngâm vô trong cái thau nước á, cho nó nhanh nguội. Bánh nó trong và cái màu nó cũng đẹp nữa. Mình sẽ lấy ra khỏi khuôn, nhớ bọt cây dao hoặc là thoa dầu nha. Nó đừng có bị dính bánh á. Đây, cái bánh dở lên, cảm nhận cái độ dai. Và các bạn lấy ra từ từ, tại vì bột năng á, thì nó sẽ dễ dính hơn á. Lấy ra xong rồi nè, một khuôn bánh. Mình làm cái khuôn mỏng.
Nếu như các bạn thích cái bánh dày hơn thì làm cái kích thước của cái khuôn nhỏ hơn thì cái lớp bánh nó sẽ dày. Và bánh đúc này các bạn làm mỏng mỏng mình ăn nó ngon hơn là dày. Dày á, thì nó sẽ là bánh da lợn á. Đây, cái lớp bột nè. Cái màu lá dứa rất là đẹp luôn. Ở bên trong nó xen kẽ nhau nè, những cái gân nhỏ nhỏ nổi lên trên. Mình sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ nha. Lá dứa mà các bạn muốn cho nó đậm màu á, mình xay xong rồi mình cho vào tủ lạnh để qua một đêm, đợi nó lắng xuống thì cái lớp nước trong ở bên trên mình sẽ chắc bỏ đi, bên dưới sẽ đậm màu. Mình cắt xong hết rồi nè, rất là dai. Cái kiểu này á là mình thấy nó nhanh đơn giản, bánh nhanh có ăn mà không có cần phải khuấy bột nữa. Nước đường các bạn để nguội thì nó sẽ sệt hơn là lúc nóng, cái màu nó cũng đẹp. Cho lên bánh một ít mè rang để ăn cùng cho nó thơm và một ít đậu phộng rang cho vào nước đường. Bánh đúc vừa dai vừa giòn, ăn cùng với nước cốt dừa béo ngậy, hòa cùng với cái độ ngọt thơm từ đường thốt nốt. Khi ăn thì các bạn có thể chan lên, mình cho vào dĩa, chan cái nước đường cốt dừa lên. Nước đường cốt dừa này các bạn cũng có thể thắng riêng hai loại rồi chan cùng cũng ngon nữa nha. Nhưng mà mình thích làm chung vậy nè, ăn cho nó dễ, nó vừa béo vừa ngọt. Một dĩa bánh đúc ngọt, vừa thơm mùi lá dứa, vừa thơm mùi nước đường thốt nốt. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức bánh ngon này nha. Nó giòn nè, nó có độ dai. Ăn vô các bạn cái phần bột nó giòn giòn, rất là ngon luôn, không cần hàn the, không cần nước vôi, chỉ đơn giản là bột và nước lá dứa thôi. Hoặc là một cách ăn khác, các bạn có thể chấm trực tiếp vô trong cái chén nước đường cốt dừa rồi mình ăn. Bánh đúc á, thì nó có hai cách ăn, một cách là mình chan lên, một cách là mình chấm vô. Một món bánh quê dân dã mà nó ngon và dễ làm nữa. Một cách mới lạ này thì các bạn không có cần phải tốn nhiều công mà bánh vẫn dai ngon và nó giòn giòn sực sực. Bên trong thì cái lớp gân nó nổi lên, nhìn nó cũng bắt mắt hơn. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh đúc lá dứa này. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ các video của kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.